Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn dùng cái cục sạc điện thoại của bạn. Đây là cục sạc Samsung các bạn. Nguyên của nó là 5V. Mình biến đổi thành điện 12V. Cách làm rất đơn giản các bạn. Sau đó điện 12 này mình sẽ thắp sáng cho cái led code 10W này. Led này khi các bạn mua về phải nhớ là bắt vào một tấm nhôm mạnh để cho nó tỏa nhiệt, giúp nó bền lâu các bạn nhé. Nhôm như thế nào tùy các bạn, hình dạng như thế nào cũng tùy các bạn, miệng là các bạn phải dày và bảo đảm tỏa nhiệt thật tốt các bạn nhé, vì nó rất là nóng, nó công suất nó mạnh quá. Bây giờ mình sẽ nói về cái cục sạc điện thoại Samsung này tại sao lại 12V. Rất đơn giản bạn ơi, mình là có cách để chuyển đổi. Đây là cục sạc còn nguyên 5V các bạn, chưa chuyển đổi nha. Và cục mình cầm cho các bạn xem cái cục ở phía sau này các bạn nhé, là đã chuyển đổi thành 12V các bạn. Đó, nó đã thành 12V các bạn. Bây giờ điện 12V của cái cục sạc này mình sẽ cấp cho cái chip led code này 10W này các bạn. Cục sạc này cũng là tầm 10W các bạn nha, 1A 10W, cái này cũng tương đương với 1A là 10W đó các bạn. Bây giờ mình sẽ dùng cái dây này các bạn nha. Mình cắm thẳng vào cái cục sạc đã làm điện 12V này và cấp nguồn cho con chip led. Mình sẽ kẹp đúng âm dương các bạn. Mình sẽ hướng về đây, sáng rực rỡ các bạn ơi. Rất sáng luôn các bạn. 1A 10W đó các bạn, rất là sáng luôn. Các bạn nhớ là phải tỏa nhiệt thật tốt các bạn nhé, sáng quá các bạn ơi. Bây giờ sau khi đã thiết kế được như thế này rồi, mình sẽ muốn lắp thử qua 5V cho các bạn xem này. Không đỏ các bạn này, không đủ cấp nguồn cho chip led 12V. Rõ ràng là sau khi mình nâng lên điện 12 thì đã thành công mới là có thể hoạt động được các bạn nha. Đó là chứng minh rất là rõ ràng luôn các bạn ơi. Giờ đây với cái cách làm như thế này thì chúng ta sẽ dùng một cái đèn led, tháo bỏ hết bên trong và gắn cái này vào các bạn ha. Chẳng cái này vào, sau đó ốp lên để cho nó có độ sáng ha. Đó là cái thiết kế, các bạn muốn làm như thế nào là tùy các bạn thôi. Đây là mình ướm thử, mình muốn ướm thử như vậy để cho các bạn nhìn xem là rất đẹp các bạn nha. Rất sáng, cực sáng luôn các bạn. Quá sáng. Mới chạy một lát mà ở đây là thấy nóng rồi các bạn nha. Cho nên các bạn cần phải tỏa nhiệt thật tốt, thật dày. Và bắt hai con ốc này các bạn này. Hai con ốc này các bạn phải bắt sát để bảo đảm là nó tỏa nhiệt tốt các bạn nha. Rồi bây giờ các bạn muốn tìm hiểu cách để làm cái cục sạc này tại sao lại đến được 12V thì các bạn hãy xem video tiếp theo, mình sẽ giới thiệu để cho các bạn xem cái cách để làm như thế nào có điện 12V các bạn nha. Và cái đồng hồ này cũng vậy, đồng hồ này các bạn muốn thì mình cũng sẽ giới thiệu ở đằng sau cái video này cho các bạn xem về cái cách để các bạn sử dụng nó như thế nào, rất là tiện lợi luôn các bạn ơi. Cái này mình sau khi mình cắm vào mình có thể sử dụng vào việc gì đó là nó vẫn sáng các bạn nhé. Ví dụ như mình cấp vào chip led này nó vẫn sáng các bạn. Mình sẽ cạp đúng âm dương các bạn ơi. Đó, nó vẫn sáng đẹp các bạn nhé. Rất là tiện lợi, đồng hồ này mình làm và mình rất là yêu thích các bạn ơi. Dùng bây giờ
Với tư thế này các bạn có thể dùng cấp nguồn cho bất kỳ việc gì cũng được cả. Không chỉ riêng cho đèn led này mà các bạn có thể làm những cái việc khác đều được hết các bạn nhé. Hoặc máy hay là các cái dụng cụ như là máy modem, máy điện thoại. Tùy các bạn. Rồi các bạn tiếp tục xem video tiếp theo để tìm hiểu cái cách làm cục sạc điện thoại lên 12V như thế nào các bạn nha. Và làm cái đồng hồ này như thế nào nha. Rất đơn giản. Chào các bạn, hôm nay mình chỉ dẫn cho các bạn có một cách rất đơn giản là tăng cái điện 5V của tất cả các cục sạc điện thoại này các bạn. Đây là Samsung, đây là iPhone, đây là Oppo. Các bạn có thể nâng từ 5V của cái cổng sạc này lên bao nhiêu cũng được, lên 6V, 9V, 12V, 15V hoặc hơn nữa cũng được các bạn, rất đơn giản. Mà các bạn chỉ cần dùng cái VR 5 kilo ohm này thôi các bạn. VR 5 kilo ohm nó có 3 chân, thì các bạn chỉ cần hàng 2 chân ở giữa và 1 chân bên ngoài. Chỉ cần hàng 2 giây thôi các bạn. Và sau đó đưa vào một cái vị trí để có thể nâng điện áp lên nhờ chỉnh bằng cái con ốc này, thay đổi điện trở ở trong cái VR này và điện áp sẽ được thay đổi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm chi tiết cụ thể. Các bạn cùng theo dõi mình và cùng làm các bạn ơi. Để bắt đầu làm, các bạn dùng một tấm sắt mỏng để mở cái nắp lưng của cái cục sạc điện thoại này. Mở nó rất dễ các bạn. Các bạn chỉ cần dùng cái ấn vào cái đường chỉ bật nó lên hai bên các bạn là nó lên à, rất là dễ dàng các bạn ơi. Sau đó do thiết kế của cái bo mạch này cũng tháo ra rất là đơn giản các bạn. Các bạn chỉ cần bày cái bật cái bo mạch là nó lên các bạn, lên rất nhẹ nhàng rồi các bạn này. Ở bên trong này nó có cái hệ thống nhíp để bắt hai dây điện 220V AC này khi chúng ta đẩy nó vào khe đúng vị trí, chứ không có hàng dây, thành ra nó làm rất là hay các bạn ơi. Bây giờ giới thiệu các bạn, đây là một cái bó mạch sạc điện thoại Samsung, cổng sạc ra ở đây là 5V các bạn nhé. Mình đã tìm ra cái vị trí VR trong cái bó mạch này để cấu song song cái VR 5 kilo ohm này và sau đó chỉnh. Khi chỉnh con ốc này thì điện áp nó thay đổi theo chiều hướng, tăng lên bao nhiêu vôn đó là tùy thích. Và mình giới thiệu hàng tại vị trí R4 này các bạn. Mình sẽ chiếu camera gần cho các bạn xem nha. R4, điện trở R4 này R4 đấy các bạn. Ở đây các bạn nhé. Hàng song song chứng bên này và chứng bên này. Hàng song song hai cái chứng của điện trở R4 này các bạn nhé. Để cho nó bắt vào cái VR này. Hai chân, chân giữa và chân ngoài là sẽ chỉnh được điện áp. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm các bạn ơi. Mình đã hàng đây rồi các bạn ơi. Các bạn nhìn nha, VR hai chân, mình hàng hai sợi dây màu đen màu đỏ vào vị trí của VR 4.
Các bạn quan sát nha. Sau khi hàn cái này rồi thì chúng ta bắt đầu cho điện vào đây. Mình sẽ hàn hai sợi dây điện vào đây để bắt đầu test và chỉnh cho các bạn xem là nó tăng giảm điện như thế nào luôn. Mình đã để sẵn cái tư thế để cắm điện 220V AC cho cái bo điện thoại này nó ra điện. Và mình đã cắm luôn cái bảng đồng hồ mà mình tự làm này để kiểm tra nó ra bao nhiêu vôn luôn các bạn nha. Mình cắm tại cái cổng sạc này nè. Cổng sạc ra 5V cũ của nó là mình cắm vào để bây giờ mình biết là bao nhiêu vôn. Rồi bây giờ mình bắt đầu cắm điện xem nó bao nhiêu vôn sau khi mình mắc song song. Bây giờ chính xác là đã lên được 9.1V các bạn ơi. Sau khi mình đã cấu thêm cái VR này nằm ở một vị trí nào đó, nó đã lên được. Bây giờ mình sẽ nhẹ nhàng giữ cái VR và mình chỉnh cho các bạn xem nó thay đổi điện áp như thế nào các bạn. Mình vặn lùi này là nó xuống 7.8V. Bây giờ mình vặn lên lại nha. Các bạn thấy nó đang lên nha. Mình dừng ở vị trí 9V này. Nếu các bạn thích 9V, mình sẽ dừng lại 9V. Bây giờ mình vặn lên theo chiều kim đồng hồ nha. 10V. 11V. Mình sẽ dừng lại vị trí 11V các bạn. Bạn nào thích 11V, mình sẽ dừng lại vị trí 11V. Và mình tiếp tục vặn tới 12V. Mình sẽ dừng lại ở vị trí 12.0 các bạn. Các bạn thấy có tuyệt vời không? Rất tuyệt vời rồi các bạn ơi, các bạn chú ý một chút nha. Sau khi cấu cái VR rồi, các bạn chỉ cần chỉnh vặn theo chiều kim đồng hồ là vốn sẽ tăng. Vặn ngược lại chiều kim đồng hồ là nó sẽ giảm. Bây giờ mình sẽ cho nó lên 15V các bạn nha. Và mình lưu ý các bạn, hai cái tụ điện lọc khi dùng điện 5V là nó chỉ chịu đựng điện áp tầm 9V mà thôi, bởi vì nó là cao nhất là 10V. Các bạn phải thay cái này tụ 25V thì các bạn mới dùng đường điện 15V hoặc cao hơn điện 15 các bạn nha. Các bạn lưu ý điều đó nha. Bây giờ mình vặn theo chiều đi lên nè, 15V các bạn. Mình sẽ dừng ở vị trí 15.0. Rồi các bạn thấy tuyệt vời không? Rất tuyệt vời. Và mình vặn lùi lại sẽ là 12. Rất tuyệt vời các bạn nha. Các bạn muốn bao nhiêu các bạn chỉnh. Mình sẽ vặn lùi lại tiếp. Mười vôn các bạn nha. Nếu các bạn thích 10V nha, các bạn dừng lại tại vị trí 10V. Bây giờ mình tháo nguồn ra để các bạn dễ hình dung nha. Mình sẽ cắm lại. Đây là một cái cách làm rất là hay để có thể lại 10V lại các bạn. Rất là hay luôn các bạn ơi. Bây giờ với cái cách làm này, các bạn có thể đưa một cái điện áp 5V nguyên gốc của nó thành 9V, 12V hoặc là 15V, tùy các bạn muốn bao nhiêu cũng được hết. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem, nếu mà đưa điện áp lên cao vậy nó chạy có ổn định không. Mình sẽ thử bằng tải luôn các bạn nha. Mình sẽ dùng cái tải, đó là một cái quạt máy 12V các bạn, 12V này. Mình sẽ cho dây điện ra từ cái cọc cắm này đến đây, xem thử nó thay đổi tải như thế nào các bạn. Và để làm được điều đó, mình đã chuẩn bị sẵn một cái dây cắm từ cái cọc sạc điện thoại. Mình sẽ cắm đằng sau cái bảng đồng hồ này để vừa đó thấy được vôn không thay đổi, vừa thấy được dòng điện luôn các bạn, kiểm tra được dòng điện nữa các bạn nhé. Và mình sẽ để tư thế này để các bạn nhìn rõ hơn nha.
Rồi mình sẽ kẹp sẵn sợi dây màu đen. Đây các bạn, mình bây giờ mình sẽ cắm điện vào và tiếp tục cho nó chạy. Cắm điện cho cái đèn nó đỏ là các bạn nha. 10V. Vị trí mình đang chọn là 10V các bạn ơi. Và mình sẽ kẹp cho cái quạt máy chạy các bạn này. Đúng âm dương các bạn nha. Quạt là chạy các bạn. Vốn vẫn không thay đổi các bạn ơi, vẫn là 10V nè. Không thay đổi gì cả. Mình nhả ra lại. Vẫn là 10V. Dòng bây giờ đã giảm 0,0. Kẹp vào lại các bạn ơi. Dòng tăng mà vốn vẫn không giảm các bạn. Đây là bằng chứng mình dùng tải các bạn nha. Bây giờ mình sẽ cho điện lên tới 12V. Đúng với cái nó luôn. Đúng với cái quạt máy luôn các bạn. Các bạn nghe tiếng quạt nó tăng không? Và mình nhả dây ra. Vẫn là 12.0 các bạn ơi. Không thay đổi vốn này, mình kẹp vào này. Không thay đổi, 12.0 vẫn giữ nguyên mà dòng thì được tăng lên. Tiếng quạt máy chạy rất mạnh nha các bạn. Mình đã chứng minh cho các bạn thấy là dù đưa lên 12V thì nó vẫn không có thay đổi khi có tải vào các bạn nha. Vốn chạy rất là ổn định. Qua đây các bạn có thể yên tâm được các bạn nha. Vấn đề này bây giờ các bạn muốn xuống 9V là mình sẽ chỉnh xuống bằng ngược chiều kim đồng hồ. Khi xuống 9V thì dòng qua cái quạt máy cũng giảm còn 0,27A. Tiếng kêu của quạt nó cũng chậm lại các bạn ha. Mình sẽ tăng lên lại, các bạn chú ý nghe tiếng quạt kêu và nhìn ở dòng này nó cũng tăng lên. Dòng đã tăng lên 0,36 các bạn. Sau khi mình chỉnh tương ứng với điện 12V. Bây giờ mình sẽ rút nguồn ra để các bạn thấy một cái kết quả rất là mỹ mãn các bạn nha. Rồi mình sẽ cắm lại. Mình cắm lại các bạn nha. Chạy rất tốt các bạn. Và mình nhả nguồn 12 ra. Các bạn thấy vốn vẫn đứng nguyên không có thay đổi tí nào cả. Rất là hay luôn. Mình lại kẹp nguồn lại cho nó có tải. Quạt chạy ngay mà vốn vẫn không thay đổi. 11.9 vẫn đứng yên là. Rất tuyệt vời bạn ơi. Giờ mình đã cho các bạn thấy một kết quả rất là mỹ mãn. Đó là từ một cái nguồn 5V đã được nâng lên thành 9V, 12V hoặc là 15V cũng được. Rất tuyệt vời bạn ơi, rất dễ làm luôn. Việc cuối cùng của chúng ta bây giờ đó là sắp xếp cái VR này vào bên trong. Nếu các bạn muốn chỉnh thì các bạn phải đưa lên nắp trên này để thấy được mà chỉnh. Còn nếu các bạn muốn để cố định như thế này thì cho nó vào bên trong các bạn nha. Bây giờ mình sẽ cho cái này lên trên này để có thể mở nắp ra và chỉnh theo ý muốn của mình dễ dàng hơn. Bây giờ mình hướng dẫn các bạn làm cái đồng hồ này. Chủ yếu là mình muốn các bạn có biết cách để cấu được cái đồng hồ này sử dụng như thế nào. Còn cái hình dạng này á, là các bạn tự làm, tự nghĩ ra các bạn nhé. Như mình là đồng hồ nằm ở đây. Hai cái cọc điện để xuất ra mắc song song với cái cọng sạc này.
Có cái này cũng được, không cũng được, các bạn chỉ cần một cái cọng sạc này là được. Có bạn thích thì làm hai cái cọng sạc này các bạn nha. Còn cái chân cắm này là để cắm vào các cái cục sạc điện thoại. Như vậy là kiểm tra rất là dễ, dễ dàng các bạn ơi. Bây giờ bắt đầu làm các bạn nha. Các bạn, mình sẽ cắm cái này vào cho các bạn thấy là ở đây mình đã cấu giấy rồi, đồng hồ đã đỏ các bạn ơi, tất cả đồng hồ đã đỏ các bạn nhé. Mình sẽ giải thích chi tiết một chút các bạn nè. Ở đây là cục sạc iPhone, đây là một cái giấy sạc mình đã cắt ra, chỉ lấy hai sợi màu đỏ và màu đen, còn hai sợi màu xanh và màu trắng mình cắt bỏ không cần. Sợi màu đỏ này là đại diện của 5V, thì mình cấu vào dây màu đỏ và màu vàng của cái bảng đồng hồ này các bạn. Các bạn hãy nhìn kỹ nha. Còn dây màu đen thì cấu vào dây màu đen lớn và dây màu đen nhỏ của cái bảng đồng hồ này. Mình tắt ra cho các bạn nhìn rõ này. Bảng đồng hồ này còn là duy nhất dây màu đỏ thì sẽ đi ra cái chân ấm của cái cục sạc điện thoại. Cục sạc này các bạn lấy ở đâu? Các bạn lấy ở trong những cái cục sạc điện thoại cũ hỏng, các bạn đập lấy ra. Nhớ là khi tháo các bạn phải giữ cả cái chân này đầy đủ. Bốn chân này phải giữ đầy đủ các bạn nha. Còn chân dương của cái cục sạc, cọng sạc này thì các bạn hàng vào dương của cái dây sạc 5V. Rồi thật vả, chỉ có vậy, đơn giản quá các bạn ơi. Giờ mình sẽ cắm cái sạc này vào là xong. Tất cả chỉ có vậy thôi các bạn nhé. Cắm vào các bạn này. Vốn giảm xuống 4.7 vì dây mình cấu nhỏ quá và dòng đã tăng 0.7A. Để cái bảng đồng hồ này không bảo tục áp thì các bạn cấu những cái dây này thật lớn các bạn nhé, và cắt ngắn những cái dây này lại. Mình sẽ để như này để các bạn thấy là rất dễ dàng làm các bạn nhé. Và các bạn sau khi nhìn cái này rồi các bạn hãy tự mình cấu lấy, chứ mình không cần đưa phải sơ đồ đâu các bạn nha. Và mình sẽ tháo hai cái này ra để các bạn nhìn kỹ hơn một chút, rất dễ dàng hơn này. Đấy, rút cái này ra. Với tư thế này các bạn sẽ làm được ngay. Video xin dừng ở đây các bạn. Chúc các bạn làm thành công. Mình xin một like, một subscribe để ủng hộ kênh có tương lai phát triển các bạn nha. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.